vừa được gặp lại quý vị trong chương trình Lắng Nghe Hạnh Phúc được phát sóng mỗi ngày trên kênh HTV9 vào lúc 7 giờ 15 phút sáng. Thưa quý vị, một số người khi mà đến giai đoạn về hưu sẽ cảm giác là buồn chán, thiếu tự tin bởi vì họ đã bỏ đi cái công việc mà mình yêu thích, gắn bó trong một thời gian dài. Vậy phải làm như thế nào để giúp họ vượt qua những cái khủng hoảng trong giai đoạn này? Thì xin mời quý vị cùng gặp gỡ tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe cái cách giải quyết và cùng hỗ trợ cho người thân của mình vượt qua giai đoạn này nha. Xin chào anh Hiếu ạ. Xin chào Thảo Ly, xin chào quý vị khán giả. Và ngay bây giờ xin mời quý vị theo dõi đoạn tự phỏng sau. Ở đó mời vào. Dạ, con chào chú Bình. À, chào cậu. À, kiếm tôi có chuyện gì không? Dạ, chú Bình cho con hỏi là hồ sơ công việc rồi chú đã chuẩn bị xong hết rồi chú? Tại vì con đợi từ hôm đầu tuần đến giờ chưa nghe chú nói gì hết. À, tôi nhớ là mấy cái hồ sơ rồi tôi đã trình cho sếp rồi, ký rồi, tôi cũng đã đưa cho cậu xong hết rồi mà giờ còn... Có hồ sơ mà bàn giao tất cả của công việc của chú Bình giao lại cho con á. Chú Bình không nhớ là chỉ còn... Vài bữa nữa là chú Bình... xin lỗi cậu, tại vì già rồi, quên ha. Cho nên là xin lỗi ha. Tôi nghĩ là cũng còn thời gian nó còn dài lắm mà, có gì đâu gấp gáp ha, từ từ làm. Còn có 3 ngày nữa hả chú? Cái gì 3 ngày, cậu nói sao, giỡn ngoài làm gì còn 3 ngày. Rồi tôi nhớ rồi, tới cuối tháng tôi mới về nghỉ hưu được mà. Dạ thì đúng là cuối tháng. À đó thì bởi vậy. Dạ, mà bữa nay là 27 rồi, từ 27 tới 30 là 3 ngày chú. À vậy hả? Dạ. Từ giờ cậu về phòng của cậu làm việc đi. Rồi tôi ráng thu xếp và chiều nay tôi sẽ hoàn tất hồ sơ xong rồi tôi sẽ bàn giao cho cậu ha. Dạ. Dạ chứ con cảm ơn chú. À, có gì chú hỗ trợ giùm con nha chú. Dạ. Vậy chú lo công việc chú. Mới đây gọi là 27 thi rồi hả trời. Dạ sếp hả? Dạ em là Bình là sếp. Dạ em chào sếp. Dạ sếp ơi, em có cái chuyện này muốn xin ý kiến của sếp là em tính cái việc mà nghỉ hưu của em là em tính xin với sếp cho dời lại khoảng 1 tháng được không được sếp? 1 tháng thôi. Dạ 1 tháng. Dạ. Dạ không có lý do gì hết, là tại vì em thấy sắp sửa là công ty của mình làm một cái dự án lớn với đối tác bên nước ngoài đó, cho nên em muốn mà mình tham gia. Dạ. Dạ mà chỉ 1 tháng thôi, sau khi mà hoàn tất cái dự án đó xong là em sẽ về hưu liền. Dạ thôi, dạ nửa tháng cũng được, dạ nửa tháng thôi, nửa tháng, dạ thôi một tuần, em hứa với sếp là đúng 1 tuần, em sẽ nghỉ hưu, dạ. Rồi em hiểu rồi sếp, dạ tạm biệt sếp. Phải chỉ thời gian mà nó chậm lỡ cho mình, hãy biết mấy thôi. Trời ơi, còn có 3 ngày nữa là sao đây trời. Alo, cậu Nam hả? Dạ con nghe chú Bình. À, cái dự án mà tôi đưa cho cậu đó, tôi dặn bạn giao cho cậu đó, cậu xử lý sao tốt không? Dạ cái đó cũng đơn giản mà chú, bữa giờ con làm bình thường hết. À mà bữa giờ con định gọi hỏi thăm chú mà cứ lu bu quá không quên nữa. Ờ chú à, con đang có công việc quan trọng, cái con xin lỗi chú nha, cái gì gọi chú sang cho chú. Nè. Chắc là không muốn nói chuyện với mình rồi. Cái hồi mình họ đi làm thì nói một tiếng là mọi người nghe em râm rắp. Bây giờ mình không đi làm ai cũng hiểu như là muốn né mình hết trơn cái tội. Ba làm gì mà tự nhiên ba ngồi ba lèm bèm mình hoài vậy? Ba nói thiệt với con nha, tối ngày bác ba ở trong nhà với 4 bức tường gì ba chán lắm rồi đó con. À thôi ba có ý định gì nè ha. Sao? Cái này là suy nghĩ của ba nha. Dạ. Suy nghĩ đơn phương của ba. Ba tính là trong cái thời gian mà nhàn rỗi gì đó, ba tính là mở một cái trang trại chăn nuôi ha. Nhưng mà thật sự rằng ba có tiền hưu của ba là ba không có đủ tiền. Thôi con cho ba mượn chút đỉnh, là có gì sau này rồi ba bán được rồi ba trả lại cho con. Cái chuyện tiền bạc á là con không có quan trọng, nhưng giờ tuổi tác của ba kìa, đi làm chăn nuôi này nọ mọi thứ làm sao mà được? Được hết, ba làm được hết, có gì đâu không được. Không thể nào được, nào là đất đai là phải là chăn nuôi rồi phải cho ăn cho uống chăm sóc mỗi ngày, không thể nào được. Ba làm cái gì cũng được nhưng mà việc cái đó là không được. À có nghĩa là chăn nuôi là coi như nó cực quá phải không? Đúng rồi. Là không được đúng không? Ấy thì bây giờ ba trồng cây kiểng được không? Trồng cây kiển rồi ba nuôi mấy con chim kiển ha, cái đó không có tốn kém bao nhiêu mà coi như nó nhẹ nhàng lắm đó. Cái này là ba nghĩ là con đồng ý đúng không? Con đồng ý, nhưng mà với điều kiện là ba trồng chơi thì được, nuôi chơi thì được.
Chứ còn mà ba chồng mà để giờ về kinh tế thì cũng là không nên. Không, tại vì đất nhà mình đâu có đâu ba. Cái gì con cũng cấm ba hết trơn là sao vậy? Trời ơi, tối ngày con cứ nhốt ba trong nhà này, bố bức tường mày ba chán lắm rồi. Thì cái ba nản lắm đó con à, bố buồn khủng khiếp luôn đó con. À quên nữa, con có nhớ bác Năm không? Bác Năm bạn thân của ba. À bác Năm ở gần đây gì? Đúng rồi, cũng về hôn. Nhưng mà bác ấy xin được một cái chân bảo vệ trong công ty ha. Lương một tháng cũng 5-6 triệu. Bác mới nói chuyện với ba, rủ ba đi làm bảo vệ luôn ba. Ba nhận lời không biết ý còn sao. Trời, ba nghĩ sao vậy ba? Ba là trưởng phòng à. Trời ơi, bây giờ ba là một ông trưởng phòng mà bây giờ ba đi làm bảo vệ là sao? Bích. Người ta cười cho mặt con, thúi mặt con chứ ba. Bây giờ để cho ba đi ra ngoài ba làm, ba tiếp xúc được những người này người kia, cho nên nó giải khuây nhiều thứ lắm chứ không phải là vấn đề tiền. Ba rủ chú Năm qua đây ba đánh cờ, ba rủ ai qua đây làm bất kỳ cái gì cũng được, coi như ba bảo vệ cho con đi. Con sẽ trả thêm cái phần lương đó cho ba. Đúng, chứ ba không được đi làm ở đâu hết, ở ngay nhà mình. Ba rủ bạn bè của ba về đây, ba chơi gì ba làm gì thoải mái, không cấm cản ba, nhưng đi làm là không. Tại sao con lại nghĩ gì cục vậy con? Trời ơi, bây giờ ba nói cho con nghe, con không có hiểu tâm trạng của ba. Thấy không, con không có già, con không có lớn tuổi, con không hiểu đâu. Bây giờ ba khổ lắm, tối ngày trong nhà ba chán lắm rồi. Tuổi trẻ của tụi con sao vậy hả? Không có thông cảm cho người già. Đúng là người già là hết thời rồi phải không con? Anh Hiếu ơi, những người mà trong cái giai đoạn về hưu á, thường họ sẽ gặp những cái khủng hoảng gì ạ? Thực ra thì trong giai đoạn đi làm chuyển sang giai đoạn về hưu thì cái giai đoạn giữa sẽ là khủng hoảng tuổi về hưu. Cái khủng hoảng này nó xảy ra do người ta thay đổi đột ngột hoạt động chủ đạo. Tức là trước khi về hưu người ta đang ở đỉnh cao vị trí xã hội, người ta đang là trụ cột gia đình, tạo ra cái dòng thu nhập lớn. Và khi mà người ta có thể đi làm hàng ngày và người ta sử dụng cái sức lao động và trí tuệ của mình, đùng một cái về hưu. Và bây giờ địa vị xã hội không còn, rồi hoạt động thông thường mỗi ngày lại đi làm cũng không còn, nguồn thu nhập cũng không còn. Và như vậy thì họ sẽ cảm giác rằng họ là người vô dụng. Họ cảm giác rằng họ quá rảnh rỗi, mà trong khi trí tuệ họ vẫn còn có, sức khỏe của họ vẫn còn có. Và họ sợ sẽ là gánh nặng cho con cái, cho nên nó sẽ xảy đến cái khủng hoảng là khủng hoảng tuổi về hưu. Và lúc đó thì họ sẽ bắt đầu họ tìm kiếm cái những cái cách nào đó để họ tăng lại cái giá trị của mình, trong khi họ không đi làm được như trước nữa. Thì như vậy lúc đó sẽ dẫn đến trường hợp là con cháu thì muốn cha mẹ ở nhà thôi, về hưu rồi ở nhà nghỉ ngơi đi, về vườn. Còn cha mẹ thì lại muốn có những cái hoạt động gì đó để làm, để giải trí, để sống qua ngày, để giết thời gian. Chứ còn nếu không thì chán chết. Bởi vì cái nhịp sinh học là trước là nó đang rất là tích cực, tự nhiên đùng cái là bây giờ giãn ra không, cái nhịp sinh học nó không còn hoạt động mạnh như trước nữa, thì họ không có thích nghi được. Thì cho nên là con cái cần phải chuẩn bị tâm lý cho ông bà, cho ba mẹ khi về hưu, cũng như ngay chính bản thân chúng ta đến tuổi đó chúng ta cũng phải chuẩn bị những cái hoạt động sau khi chúng ta về hưu rồi chúng ta sẽ làm gì, để chúng ta không bị rơi vào trong trạng thái là mình quá rảnh rỗi và vô dụng. Dạ, đúng là cái giai đoạn này có nhiều vấn đề quá. Cái thứ nhất là giai đoạn này cũng gọi là khá lớn tuổi rồi, về sức khỏe thể chất nè, rồi do là quá rảnh rỗi, quá rảnh rỗi sinh ra là hay những có những cái suy nghĩ tiêu cực. Rồi bên cạnh đó là về tinh thần, về quan niệm sống nữa. Vậy theo anh là con cái hoặc là người bạn đời sẽ giúp gì để mà họ vượt qua cái giai đoạn này? Có nhiều người họ về hưu thì họ chuẩn bị trước. Ví dụ như là họ sẽ đã xây sẵn cái nhà ở dưới quê rồi. Họ về vườn, nó đúng chữ về vườn luôn. Sẽ bắt đầu là nuôi cá, bắt đầu trồng cây. Họ vui thú với cảnh điền viên. Thì như vậy họ chuẩn bị trước thì họ sẽ hòa nhập sớm, hòa nhập nhanh. Và họ sẽ nghỉ ngơi thật sự. Nhưng với những người mà họ chưa có thích nghi được, họ vẫn còn muốn làm, thì lúc đó con cháu hoặc người bạn đời nên cho họ làm cái gì đó để họ bắt đầu dần dần họ quen, họ thích nghi với chuyện mà họ không còn làm nhiều như trước, nhưng cũng không phải là hoàn toàn nghỉ ngơi. Ví dụ như có nhiều người lớn tuổi thì chuyển sang chăm sóc cháu trong nhà. Ví dụ như là chị lớn của tôi thì khi mà ông bà của cháu thì không đi làm nữa về, nó bắt đầu là cho cháu mỗi ngày là qua ông bà chơi để ông bà chăm, ban ngày ông bà sẽ chăm, rồi buổi tối ông bà trả về. Như vậy cũng có gửi tiền lì xì cho ông bà. Dạ. Vậy thì ông bà vẫn có công việc để ông bà làm, nhưng mà ông bà vẫn đang vui. Dạ. Nghĩa là đó là cái hoạt động đệm để mà ông bà thích nghi với cái chuyện mà ông bà thời gian nó rảnh rỗi quá nhiều. Hoặc ví dụ như là mẹ tôi ở nhà thì mẹ tôi bắt đầu là đi mua cá về nuôi. Tức là ở nhà có cái ao, bắt đầu đi nuôi cá, chăm sóc cá, mỗi ngày đi hái rau cho cá, là lợi thế. Thì vậy đó là cái hoạt động mà mẹ gọi là cái bước đệm để mà mẹ chuyển sang giai đoạn là nghỉ ngơi hoàn toàn. Hoặc là thí dụ như là ba thì bắt đầu mua cây kiển về, bắt đầu làm cây bonsai, đã uống cây, uống cành. Hoặc là thí dụ như nuôi con này con kia, nuôi gà nè, nuôi chó kiển nè, vân vân. Thì họ vẫn vừa vui nhưng mà họ vẫn vừa có cái thu nhập từ cái nguồn đó, họ vẫn cảm thấy rằng họ vẫn đang lao động, họ có giá trị. Thì đấy chính là những hoạt động đệm mà con cháu nên
trò chuyện với lại bố mẹ của mình, với ông bà của mình xem là ông bà thú vị, hứng thú hoạt động nào, chúng ta nên tạo điều kiện cho ông bà chúng ta làm. Thí dụ như là mở trang trại thì nó quá lớn, ông bà lớn tuổi rồi mà mở trang trại thì nói chung là ông bà sẽ stress, căng thẳng, giống như khởi nghiệp mới thì nó hơi lớn, nhưng mà mở một cái trang trại nhỏ thôi, hoặc là chăn nuôi nhỏ thôi, thì hoạt động đó thì lại phù hợp với tuổi già. Thì như vậy chúng ta nên cùng bàn bạc với lại ông bà chúng ta xem là liệt kê ra những hoạt động nào ông bà có thể làm, rồi chọn một hoặc hai hoặc ba hoạt động đó để ông bà có thể vừa mang đến niềm vui, vừa mang đến thu nhập, mà chúng ta lại có việc cho ông bà làm nữa chứ. Thì như vậy chúng ta cũng sẽ có thời gian để chúng ta làm việc cũng như ngày nghỉ ngơi hơn. Bản thân người lớn tuổi thì cần sẽ thay đổi một số quan niệm như thế nào để giúp cho họ cảm thấy là tự tin hơn nè, thoải mái hơn, cho phép mình tận hưởng hơn. Và bên cạnh đó là có những cái hoạt động, ngoài những cái hoạt động mà anh chia sẻ đi, thì sẽ có một cái số hoạt động nào giúp cho họ vui vẻ và khi nào cũng cảm giác là mình luôn luôn có giá trị ạ? Thí dụ như tôi có một số đồng nghiệp lớn tuổi, các thầy cô cũng là giảng dạy tại trường đại học. Sau khi mà về hưu xong thì các thầy cô sẽ dạy với tư cách là thỉnh giảng, tức là không phải là biên chế mà chỉ thỉnh giảng thôi. Thích thì nhận, còn không thích thì thôi, thấy không khỏe là thôi. Thì như vậy chuyển sang thỉnh giảng về tự do, nghĩa là tần suất hoạt động nó thấp lại, nó không cần định chuẩn như trước nữa, nó không cần phải đạt chỉ tiêu, nhưng ít ra cũng có việc để làm. Hoặc ví dụ như là một số một số ông bà lớn tuổi khi mà đã về hưu rồi thì bắt đầu mở ra cái gì đó nhỏ nhỏ để kinh doanh, để buôn bán. Một số ông bà thì bắt đầu là có thể làm thêm một số công việc khác. Ví dụ như là có một vị tôi quen cũng là một ông chú, ban đầu làm chánh thanh tra của một cái sở giáo dục, nhưng mà sau khi về xong thì về làm trưởng phòng quản lý chất lượng đào tạo của một cái trường tư. Thì vậy làm cái vị trí nó thấp hơn nhưng mà cũng có việc để làm mà nó vừa sức. Thì như vậy kiếm những cái công việc tới chúng ta làm thêm để mà chúng ta vừa thấy giá trị, não chúng ta nó lại không có bị thui chột đi, mà chúng ta lại cảm thấy bản thân mình không quá rảnh rỗi. Thì tôi nghĩ rằng đó là cái hoạt động mà các ông bà lớn tuổi cũng có thể làm song song với cái chuyện mà chúng ta về vườn hẳn. Vâng, cảm ơn anh. Và hy vọng qua những chia sẻ vừa rồi thì những ai đang trong tình huống là giai đoạn nghỉ hưu sẽ cảm thấy là cuộc sống an nhàn hơn, cho phép mình được tận hưởng cuộc sống một cách là thoải mái hơn. Cảm ơn tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu ạ. Cảm ơn Thơ Ly. Và quý vị thân mến, mỗi người sẽ có một cách tận hưởng cuộc sống riêng. Có người sẽ chọn cách là lao động cho đến khi chúng ta không còn lao động được nữa. Có người sẽ chọn hành nghề, có người sẽ chọn viết sách, có người sẽ chọn cây kiểng, có người sẽ chọn về vườn, có người chọn chăm sóc con cháu. Thì như vậy không có một cái chuẩn chung nào. Quan trọng là cái hoạt động nào thứ nhất khiến chúng ta hạnh phúc, và thứ hai hoạt động nào nó phù hợp với năng lực của chúng ta, và thứ ba hoạt động nào mà nó cũng phù hợp với gia đình và con cái. Thì như vậy chúng ta chọn lựa những hoạt động đó thì chúng ta biến cái cuộc sống về hưu của mình trở nên thú vị hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và có giá trị hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.